Quyết Long 18-20 xăng, 4 củ 8 đổ lên. Ok, hello mọi người nha, em là Chí Cảnh Rồng Việt Nam. Thì hôm nay tiếp tục em sẽ giới thiệu cho mọi người, review cho mọi người xem mười mấy con huyết long 18-20 xăng, chỉ từ 4.8 củ một đứa thôi nha mọi người nha. Có giao lưu và có góp cho em luôn. Rồi ok, bây giờ sẽ quay từng con lên mã số cho mọi người xem ha. Đây nè mọi người ha, thì đây là con đầu tiên, ô số 1. Con này là 4 củ 9 nha mọi người nha. Cái hôm nay là clip 403 ha mọi người ha. Em này đầu muỗng ha, mắt môi chuẩn chỉ, đuôi to. 4 củ 9, ô số 1, 18 xăng nha mọi người nha. Càng dài và cong ha. Đuôi đỏ chót, răng đuôi rất đậm nha mọi người nha. Hàng nhập Indo chính ngạch, có giấy chip đầy đủ ha anh em ha. Có giao lưu có góp cho anh em mình luôn. Đó, hỗ trợ tối đa cho mọi người chúng ta ha. Ô số 1 nha mọi người nha, 4 củ 9 nha. Đó, rất là đẹp, rô V chỉ thiên hết đầy đủ nha mọi người nha. Ô số 1 ha. Mấy em cá ăn uống rất là mạnh, cá về là dưỡng lâu, kiểm dịch xong xuôi hết rồi. Và lưu lấy cho mọi người ta xem nha. Ô số 1, 18 xăng, 4 củ 9. Tiếp theo là ô số 2. Con này cũng 4 củ 9 luôn, đầu muỗng luôn, rô V chỉ thiên giống như con kia chung một bầy luôn. Nó mã clip là 403, có giao lưu và có góp cho anh em mình luôn ha. Hỗ trợ tối đa. Đó, con này môi đỏ nha mọi người nha. Mấy em nó đang bơi tại Châu Văn Liêm, số 38 nha mọi người nha. Đó, bên em hỗ trợ giao lưu và góp cho mọi người ta mọi thể loại ha. Đó, ô số 2 mọi người nha, con này ô số 2, mã clip là 403. 403 là ngày 4 tháng 3 đó ha. Đó, cá này ăn dế ăn sâu được bình thường rồi anh em ha. Ăn cá lóc con, ăn cá mồi, ăn vân vân. Con này là body sọt anh em. Ô số 3, body sọt luôn. Con này là đuôi to càng dài. Con này là 5 củ rưỡi nha. Ô số 3, ngắn đòn quá trời luôn. Đó, con này mà anh em về thúc ăn nó thành kiểu là semi sọt luôn nha anh em ha. Body ngắn ngủng luôn á. Ô số 3 nha mọi người. Đó, đẹp chưa, càng đét luôn. Con này ăn rất là mạnh, anh em nhìn cái bụng nữa kìa. Đó, lúc chiều mới cho ăn xong đó. Giờ lấy cho mình chúng ta xem ha. Đây là ô số 3, 5 củ rưỡi. Có giao lưu và có góp cho anh em mình nâng cấp lên dòng ha. À, đuôi to. Căn này nang đuôi nó bự lắm nha. Nang đuôi bự rồi nó phát triển đuôi lớn lắm á. Ô số 3, body rất là ngắn luôn nha anh em. Mấy con này không có lựa ra nha. À, vẫn để lên list cho mình chúng ta luôn. 5 củ rưỡi thôi ha. Ô số 3. Rồi, tiếp theo là ô số 4, con này 19 xăng. Con này đầu muỗng nè, đầu muỗng nhiều luôn nè. Con này 4 củ 9 nha. Ô số 4, 4 củ 9. Đó, clip này sẽ lên khoảng 13 con thôi, không có lên nhiều, anh em tranh thủ nha. À, lúa 4 chấm mấy thì chỉ còn cái clip này thôi. Còn mấy clip kia là từ 5.9 đến 6 chấm mấy đổ lên ha mọi người ha. Cái bài mới về sơ test hôm trước, 200 con. Đó, có thể là đây là clip cuối cùng mà có cá 4 chấm mấy cho mọi người chúng ta ha. Đó, con này 19 xăng nha, 4.9, ô số 4. Con này cũng ngăn đét ha mọi người ha, ăn uống rất là mạnh luôn. Rồi bên này là ô số 5. Ô số 5, con này là 19 xăng. Càng dài đuôi to, con này 5.2. Con này má nó lên cam rồi, em nuôi phong trắng mà lên cam rồi luôn rồi ha. Anh em nào mà chưa phong đen thì nó lên còn nhanh nữa. 19 xăng, càng dài càng hạ, mắt môi chuẩn chỉ, đuôi to. Đó, đó, anh em thấy ok không? Ô số 5, 5 củ 2, 19-20 xăng luôn nha, con này 19 xăng nha. 5 củ 2 thôi, quá ok luôn. Má lên cam rồi, 5 củ 2, 19 xăng. Rồi bên đây là ô số 6 nha mọi người nha. Ô số 6 này 5 củ 2 luôn, 18 xăng, con này đuôi bự ha. Đuôi rất bự, đuôi thích luôn. 18 xăng, 5 củ 2, rất là mềm. Con nào con nấy rất là căng ha mọi người ha. 5 củ 2, ô số 6, mã clip là 403. Có giao lưu và có góp cho anh em mình hết mọi thể loại. Đây là ô số 6 ha. Đó, ô số 6,
Rồi, bên đây là ô số 7. Ô số 7 này là 5 củ 5, 5 củ rưỡi. Con này là đuôi rất là to, đuôi tròn tam hoa, ba đuôi căng đét luôn. Đó. À, cái đèn này đang quay là đèn ultraled nè mọi người thấy không? Cái màu nó rất là thật ha. Còn cái clip hồi nãy anh em xem mấy con nãy là nè, đèn này đèn cao khui. Đây là đèn ultraled nè, anh em nhìn cái màu nó thật, rất là thật luôn, không có bị ảo, không có bị lem màu nước ha anh em ha. Đây là ô số 7 nha, con này 5 củ rưỡi, ngắn đòn bản cao, đuôi tam hoa. 5 củ rưỡi của em này. Đuôi rất là to nha. 5 củ rưỡi ô số 7 ha anh em ha. 18 19 xăng. 18 xăng đi. Đó, vậy cho nó dư giả cho thoải mái. 5 củ rưỡi ha. Ô số 7 nha. Rồi bên đây là ô số 8 nè mọi người. Ô số 8 này là 20 xăng, 21 xăng, 20 xăng đi. Đó, 20 xăng, má lên cam rất đậm luôn. Con này 4 củ 8 thôi. Ô số 8 20 xăng, 4 củ 8, con này đuôi rất là bự nha. Con này râu bên trái nó bị một đoạn khoảng mất khoảng 30% đang ra lại mọi người ha. Còn má thì nó lên cam rất là đậm nè. Anh em em quay cận cái má cho anh em xem. Đó, má lên cam một bệt luôn anh em thấy không? Ô số 8 này là 4 củ 8 thôi nha, 20 xăng 4 củ 8 thôi. Đó, đuôi càng rất là lồng lộn ha. Ô số 8. 4 củ 8. Rồi, bên đây là 4 ô số 9 nha, 4 củ 9. Ô số 9, 4 củ 9, con này càng rất là dài, đuôi rất là thích luôn. Đó, anh em thấy màu đuôi đẹp không? Ô số 9, 4 củ 9, con này 18 xăng, 4 củ 9 thôi. Mắt mo chuẩn chỉ nha mọi người nha. Đó, cá thì thôi cực kỳ sung luôn. Đó, đang bơi tại Châu Văn Liêm số 38 và có giao lưu có kết cho anh em mình luôn ha. Đó, ở đâu cũng chuyển được nha anh em. Ô số 9, 4 củ 9. Ủa, cực kỳ sung. Rồi, phía trên này là ô số 10. Con này là 19, 20 xăng. Ô số 10, con này 5 củ rưỡi nha. Đó, 5 củ rưỡi. Ô số 10, 5 củ rưỡi. Ô số 10, 5 củ rưỡi. Con này là viền vảy đã trổ lên luôn rồi nha mọi người nha. Viền vảy trổ luôn rồi, rất là đẹp. À, môi đỏ luôn. Ô số 10, 5 củ rưỡi. Rồi, đây là ô số 11. Con này 5 củ 3. Bản cao, con này 19 xăng, 5 củ 3. Đó, đầu mũ ha. Ô số 11 nha. Mã clip là 403. Có giao lưu và có góp cho anh em mình hỗ trợ tối đa anh em ha. Ô số 11, 5 củ 3, 19 xăng, râu V chỉ tiên. Đó. Giao lưu và góp cho anh em mình mọi cái lợi nha. Ô số 11 ha. Còn hai con nữa là hết 13 con của clip này. Đó. Chắc đợi đợt sau cũng hơi lâu nữa mới có cá 4 củ mấy nha mọi người nha. Đợt này là hết cái này xong là em sẽ lên clip tới 5 củ 9 đến 6 củ mấy đổ lên ha. Rồi. Đây là ô số 12, con này 18 xăng, đầu muỗng 4 củ 9. Đấy. Ô số 12, 4 củ 9, 18 xăng, chuẩn chỉ hết nha mọi người nha. Đó, đuôi càng rất là đẹp ha. Nhập Indo chính ngạch nha, có giấy chip đầy đủ nha mọi người ha. Và có giao lưu và có góp cho anh em mình hết luôn nha. Đó, mọi người yên tâm. Ô số 12, 4.9 củ. Đó, đuôi nó rất là mảnh ha mọi người ha. Rồi, bên đây là ô số 13, con cuối cùng trong clip này. Đuôi rất là bự ha anh em ha. Con này 18 xăng, 5 củ rưỡi nha. Đó. 5 củ rưỡi, 18 xăng, ô số 13. Mã clip là 403. Đó, anh em nhớ lưu ý là mã clip nó khác nha. Còn ô số là khác nha. Mã clip là cái ngày đăng clip, ngày 4 tháng 3.
Đó, còn ô số là cái thứ tự của từng ô từng con cá đó. Rồi bên em có Zalo có group cho mọi người chúng ta nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem tới đây và luôn tin tưởng ủng hộ Rồng Việt Nam. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người chúng ta những video tiếp theo nha. Bye bye.